Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cả nhà một công thức sốt để lắc trái cây. Đây là cây cốc thái nhà mình, cho trái quanh năm suốt tháng luôn. Mình cắt những chùm trái này xuống thì những chùm bông khác sẽ ra. Cũng cốc ở đây nhiều năm lắm rồi. Bà dòng cốc ở đây nhiều năm lắm rồi. Vậy hả bà? Con cho con trái này ăn nha bà. Ừ. Cảm ơn bà. Mày có trái tiền chưa? Tiền à? Mà các bà ơi. Chua không con? Ngọt không con? Bự. Không có chua. Cái này ngọt. Trời ơi, cốc mà ngọt không nổi. Này, cái cốc ăn luôn vỏ gì luôn hả? Dạ. Ăn luôn vỏ hả? Trời đó. Cho ăn nghiêng ăn với coi. Không. Bye bye đi con. Mình sẽ cho vào nồi là 3 muỗng canh đường. Và 2 muỗng canh nước mắm. Và 2 muỗng canh nước lọc. Tiếp theo là 1 muỗng canh ngan muối Tây Ninh. Và sau đó mình sẽ bắt lên bếp với lửa dừa. Mình khuấy cho tan hỗn hợp lên. Khi nước sốt của mình sánh lại thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước lọc. Và sau đó mình sẽ tắt bếp và mình để nguội. Cốc thì mình sẽ gọt vỏ.
và rửa sạch tách muối. Cốc đã rửa sạch, giờ thì mình sẽ cho nước sốt vào và mình trộn đều lên. Sau khi trộn đều thì mình sẽ ướp trong vòng 2 tiếng là mình có thể ăn được rồi cả nhà. Nếu trái cây mình ít thì mình sẽ bỏ vô hộp hoặc là vô keo, sau đó mình sẽ để sốt vào và mình lắc. Còn hôm nay cốc của mình nhiều quá nên mình sẽ trộn. Với muối Tây Ninh thì mình có thể là để sau cùng cũng được luôn nha cả nhà. Để vào lúc này nè. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn nha.